Lời nói đầu tiên, Úc Hà mến chúc quý khán giả hưởng một ngày mới thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn luôn thành công trong cuộc sống nha. Thì hiện tại thì Úc Hà đang có mặt ở tại chợ Hồng Ngự. Thì ở đây là nhà của em Long và Phụng. Thì nói ra là thì cái nhà này thì Úc Hà hỏi ra là do nhà nước người ta trợ cấp cho gia đình diện nghèo đó, cắt cho em một cái nhà sườn chế, thì đang cắt chưa có xong, thì nhà nước hình như hỗ trợ 50 triệu đó, còn bao nhiêu thì có gì thì gia đình hổ vô, nhưng mà có gì thì nữa thì giá sao, chứ bây giờ thì có được cái nhà ở đây thì cũng mừng rồi. Thì hôm nay Úc Hà chia sẻ nhà đang cắt được tới đây rồi nè, có cái nhà bằng sắt hết. Hôm trước thì cái nhà quay mặt ra ngoài sau, bây giờ thì cái nhà quay mặt ra ngoài trước. Như là đợt này mình làm hầm cầu vô đây luôn rồi ha. Thì có hầm cầu đổ trong nhà luôn rồi, đợt sau này là có nhà tắm rồi trong nhà luôn, ngon lành này nè. Bây giờ thợ đang làm cho nên nó cũng tới đây nè. Chứ Úc Hà cũng khẳng định lại là nhà này là do nhà nước cắt hả? Dạ. Nhà nước cho chứ không phải là bên Mạnh Thường Quân cho ha. Nhà nước cho. Cái này là do nhà nước giúp chứ không phải do Mạnh Thường Quân. Nhưng mà bước tới đây cũng có thể là 50 triệu thì cái nhà này chắc cũng có thể là không có đủ rồi. Lót gạch rồi nó chắc không đủ tiền. Gạch người ta cho luôn hả gì? Cái nhà này là cái này là bên nhà nước người ta hỗ trợ cho mình hả anh chị? Dạ, cái này của nhà nước hỗ trợ hả cô? Dạ. Dạ, người ta cho được nhiêu tiền anh chị? Cái này cũng như nó cho mình 50 triệu đó. Rồi mình cắt rồi, thí dụ có thiếu là mình phải tự lo vô. Dạ. Như cái này như nó cho mình 50 triệu cái tầng này không à, còn ở dưới này thì mình lo. Vậy là bữa là chị lo tiền cuốn cái nền. Dạ. Vậy là chừng nữa lót gạch đồ là cũng mình chịu luôn. Dạ. Dạ. Phòng thờ là kia là cũng mình cũng chịu hết. Cho mình. Là nọ cái tiền thiết rồi là 50 triệu thiết ton rồi đó ha. Dạ. Vậy cũng căng à, nữa cũng đắp vô nhiều tiền rồi nha. Dạ. Chứ đâu phải ít đâu. Bộn ngồi đi chị. Dạ. Rồi sao có thiếu thì Phụng nó vô. Phụng hỗ trợ vô hả? Dạ, Phụng hỗ trợ vô. Mẹ nói vậy sao Phụng? Dạ có. Dạ chị ngồi. Thì nói chung ra là nó đi chung với Úc Hà cũng dạy dữ lắm. Dạy nó con phải nhỏ nhẹ với mẹ chồng để mẹ chồng thương. Phụng nó thương con mà nó dù cho mẹ la bây giờ á, nói chung á Úc Hà cũng nói nếu đóng vai như Phụng con của mẹ cũng không chấp nhận nữa. Nhưng mà con là Phụng đã chấp nhận vậy rồi thì giờ con phải cố gắng nghe lời mẹ. Rồi đừng có đánh chồng rồi trên mạng rồi ta phản kháng. Ai ta cũng nói chứ. Đó, thì cũng có dạy bớt rồi đó. Bây giờ dạy nó bớt rồi đó. Nó cũng tại vì cũng cô ấy, dạ, với chị cũng thông cảm là bé hồi nào giờ sống tự do mà nên không có người nào dạy đó. Rồi bây giờ mà mình dạy là phải từ từ. Rồi giờ nữa anh chị có về bên đây ở không? Thì cũng đi về về cô ơi, tại vì ở bển thì mình bán gì gà, bán gà được. Dạ. Mặn gì được. Như bển mình bán mình lấy cái đồng lời mình nuôi con Long mà. Dạ. Chứ giờ họ về bên đây cũng mặn gì được. Mặn ngay Long nó cũng dở, nó hiền quá. Dạ. Thấy cô nó là cô đi, nó đi với cô hoài thì cô cũng hiểu. Dạ. Thờ quá thờ. Thương con tôi có người đó mà bởi thương con mà chấp nhận con này thì có cô. Có một thằng một đó hả? Nó
nó lâu nay mình ở với ổng là chắc nói với ổng cũng có thằng con lớn nữa. Ờ. Dạ, nó ở bên vợ nó bệnh á. Ừ. Dạ, còn có mình thằng này. Mẹ ừ. Rồi giờ thấy con nó vậy rồi biết sao giờ. Ừ. Thằng này nó ở cũng có cái họng. Nó theo năng ngủ đi hoài, nó nói mẹ mẹ. Thôi giờ kệ nó đi mẹ. Bây giờ mẹ đuổi nó đi thì tội nghiệp nó ở bờ. Ừ. Long nó chuyện có hậu lắm. Dạ, nói vậy thì thấy con nó vậy thì mình có đứa mình cũng thương. Nếu mà giờ mình hấp khổ con này đi với tụi con mình nó buồn cũng tội nghiệp. Ừ, đúng rồi. Mình thấy vậy thôi cãi nó, cô tôi cũng mua về, cô về tôi cũng bỏ cái giận tôi đuổi đi tôi làm. Cho nó bớt. Dạ. Ừ. Chứ nhưng mà mình cũng không phải là bỏ ha, nhưng mà dạ. Làm vậy cho nó căng, cho nó bớt lại. Dạ. Ừ. Cô biết mà như tôi nói. Tao cất cái nhà lên rồi là xử đi rồi đóng cửa nhà. Ừ, nói vậy đó ha. Dạ, tôi nói nó vậy đó. Ừ. Phải răng đe cho nó biết sợ. Phải răng cho nó biết sợ. Chứ còn nếu mà cô quân sự thì... Nãy có nói, con về nhà con gặp mẹ con hỏi, ừ mẹ mới ra hả mẹ, nói ngàn đời không dám nói chuyện với bà, nó không dám, chứ không phải là nó không hỏi, nó trả lời câu ngàn đời không dám nói chuyện với bà nữa, nó là cái đó nó cũng sợ, chứ không phải là nó khinh khi mình mà nó không nói chuyện, giống như là nó sợ. Mình cũng đâu chấp nhất nó, tại vì nó có cái bệnh gì, dạ. Chấp nhất nó được, dạ. Nhưng mà tôi nói thiệt với cô, nó không phải mà tôi chơi, nó khùng điên gì cả. Dạ. Mà có một cái muốn cho nó sạch sẽ ha. Mỗi lần tôi bẩn tôi về tôi dọn dẹp nó mình chết. Thì bây giờ cái nhà này tôi dọn tối một ngày nó ngủ khăn. Vậy đó không hả? Không tiếp được cái gì hết trơn. Cái đó là do thằng Long. Do thằng Long, hai vì thằng Long nó vô nó em đi ra làm tiếp mẹ. Không có làm một mình tôi về bữa tôi cãi tay tôi không có mặt. Long nó hiền quá, hổng ngày tôi la thằng Long hoài nó nói cái gì mày phải dạy chứ mày nó sợ mà nó sống kế bên mày mày dạy, còn nếu vừa mày dạy nó không nghe mày giả bộ mày nói giờ tôi nói bà không nghe thôi tôi với bà chia tay, nó thương mày lắm là nó sợ nó nghe mày. Mày căng vậy lên đi. Nó cái gì không phải mày quýnh nó tao. Ừ. Con vợ trước của nó cũng vậy đó. Ừ. Không bao giờ quýnh. Ừ. Mình thằng ông mà quýnh thằng bà. Trời ơi, tội nghiệp nó ha. Nó nói gì đó, quýnh ta cũng đau nè. Ừ. Dạ, cảm ơn những lời chia sẻ của con ha. Đây thì tài sản của nhà của em Long thì chẳng có cái gì, dỡ cái nhà ra thì chỉ có nhiêu đây nè cả nhà. Đó, thì đây chỉ có được cái bếp ga cũ kỹ như vậy nè. Ở đây thì cái tủ thờ, cái giường ngủ nó chỉ có nhiêu đây thôi. Đây thì cái tài sản của nhà em Long thì chỉ có như vậy thôi nè. Có được cái tủ gì đây mà nó cũng rách bể hết rồi. Đây tài sản gì có nhiêu đây thôi. Sống chán nè, mấy cái gỗ, mấy cái nồi vậy thôi. Chắc qua đây gọn qua đây thì chứ có nhiêu đây thôi nè. Nhà nghèo thì thường bị khổ là vậy. Nhà. Thợ, tiền thợ, công thợ mắc không chị? 8 triệu rưỡi đó. 8 triệu rưỡi mà người ta cũng tính giá giúp đỡ người nghèo rồi đó. Dạ đó, nó cũng như là mới thì mấy ông cũng đòi 10 triệu. Dạ. Rồi cũng như mình cũng đang thử. Đang khổ luôn ha. Dạ. Ông cũng mấy người ta mới ông bớt cho 3 triệu rưỡi còn 8 triệu rưỡi. Thì 8 triệu rưỡi là giá cũng mấy rồi. Rồi như vậy rồi cái nền chỗ đó nữa mình cắt cái toilet với cái sàn nước luôn hả? Chỗ đan đó. Dạ. Làm cái sàn nước luôn ha. Dạ. Rồi thoát đi đâu ạ? Có cái ống hết. Nữa mình làm cái cửa sau mình đây. Dạ, cắt cái cửa sau chỗ mà Long đứng đó. Dạ. Dạ. Trời ơi. Hôm qua về rửa hết 5 chén rồi. Ăn không có rửa. Rồi cái mình đi công chuyện mình biểu ở nhà rửa 5 chén nha. Ừ. Tao về mà còn 5 chén rồi đập hết trơn. Ừ. Dạ dạ dạ. Rồi về thì cũng đi mất tiền. Cũng dạ dạ luôn hả? Tôi rửa, tôi về nay tôi rửa chén như tôi nói hoài chứ gì. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Nhiều khi nó dạ lúc đó nhưng mà cái não nó không có nhớ. Dạ. Rồi chút xíu là nó quên mất tiêu rồi. Nói ra vậy chứ cô, chứ tôi không có chấp nhất gì nữa. Tại vì tôi không biết nói gì. Dạ. Thì mẹ chồng nói như vậy là cũng quá ok hả cả nhà. Tại em phụng quá khờ.
với hồi nào tới giờ cũng như em sống buông thõng, không có ai dạy dỗ nên mà nó cũng quen, bây giờ phải dạy từ từ, do thằng Long nó hướng dẫn, nó dạy nó từ từ. Cậy đi chị ơi, bây giờ tụi nó kết hợp với nhau cũng là do duyên nợ với nhau. Long nói vậy thôi, Long nó nói con đi mẹ, tại chữ số của con cái gì mẹ cũng buồn, thấy con cũng nói vậy, cũng cảm thấy ý nó vợ. Cũng thương vợ nó đó, thấy nó thương lắm. Cái gì cũng biết, nó có quen vợ trước rồi, nó giờ gì coi em thấy vợ trước nó cũng đẹp. Thằng con nó thấy cưng lắm. Thấy thằng con quậy quá quậy rồi, không cho nó qua. Có bà cô, có bà chị chồng mới lên chơi đó. Mày nhờ mới giữ giùm ha. Con cháu nội yêu con chị mà con Long á, con cái sắp tướng quá. Dạ. Đẹp trai. Qua đây người ta mặn gì lắm, chắc có mặn theo quậy hoài vậy đó. Thấy vậy thôi gọi có gần bà chị thôi nữa, còn sao là mình nấu cơm ở đây cả gia đình ăn, mấy ông thợ không ăn hả? Mấy ông thợ thì mấy ông lãnh thì mấy ông ăn cơm nhà. Còn mình thì đưa đi về bển. Vậy hả? Về bển cơm nước rồi trở qua, tại có bà chị mới lên đó. Ủa gần không à chị? Qua đò cái đi lên đổi luôn. Vậy hả? Dạ. Lên số 16 hả? Lên 17, 18 vậy hả? Lên chỗ cái đường cái cua chợ đó cô, đi thẳng, chạy thẳng lên. Khu đất lở đó, tại vì mình ở thì chỗ gần nhà. Mà mình ở chỗ cái nhà đó là nhà chỗ khu đất lở, rồi người ta đi vô khu dân cư rồi người ta cho mình ở. Vậy ha. Nếu như mình khổ rồi, thời gian nó khổ rồi đi qua bển ông này cũng bằng mướn cho người ta đó. Ta thương, ta thấy gì người ta cho ở. Nó nợ ngay đi cái nhà thì cũng nhà tường đồ đàng hoàng cũng được lắm. Thì mình ở bển mình cũng như mình ăn nhờ đậu người ta. Như mình quét dọn sạch sẽ, sạch sẽ cho người ta. Tôi nói không gài mà tôi nói tao cất cái nhà này rồi nha, mà sạch sẽ thì tao cho ở, mở dơ quá thì tao không cho. Chứ này dạy nè, không gài, không gài tôi la thằng này không á. Mình tính, mình phải dạy vợ mình. Dạ. Như nó dạy nó không nghe, mình giả bộ mình căng lên. Tôi nói bà không nghe ha, là tôi bỏ bà tôi đi đó. Cho nó tưởng. Ông tôi hâm rồi. Nói tôi cất cái nhà này lên rồi, phải không? Tôi che cái máy ở bên đó. Cho ở ngoài đó, ở dơ quá cho ở ngoài đó đó. Không có cho vô nhà. Thì nói cho mụn nó sửa chứ chắc cái nhà lên không cho ở là ai ở thì bảo vậy. Thì cô thương con, dĩ nhiên là thương con thì bóp bụng đi. Thì giống như con Phụng là mình không có đẻ nên là nó không có theo ý mình được. Còn mình có phước hay không là cũng do cái phước của mình. Nhiều khi tại sao mà mình nói con của người ta có hiếu thấy ghê luôn, dâu người ta thấy ham. Mà dâu mình không được cái gì, tại cũng do cái phước của mình nữa. Thôi kệ đi cô ơi, gán từ từ đi. Từ em sửa. Giờ thấy cũng sửa nhiều rồi đó. Không hả? Mẹ nhìn quay, dâu mẹ cười. Quay lên clip mà thấy nó quýnh thằng này, nó làm tốt. Nó thấy chưa? Được, bây giờ hết rồi, bớt đánh rồi. Nó mẹ thấy không, mẹ thương đó. Trời ơi, ta sanh con ra, ta cưng, ta nóng ruột. Đánh con ta không đánh, mình đánh bụp bụp nóng ruột với mẹ luôn chứ gì. Cưng, hồi nhỏ tới lớn. Có một thằng một mà sao không cưng được. Con nó hiền, nó thờ nữa. Đi tình không đành, nhưng mà tại vợ bên đây không có mặn gì được. Nếu mà mình cũng nói thiệt luôn, nếu mà mình về bên đây ở là chắc cũng có ở. Đúng rồi, thôi kệ đi, bỏ anh bỏ đi. Thực sự ra là Úc Hà cũng không phải gì. Thôi kệ, cô ở bển đi rồi cho tụi nó ở bên đây. Nhưng mà thỉnh thoảng cô về nhắc nhở cho tụi nó sạch sẽ rồi được rồi. Chứ cô không về hoài thì cũng không được. Dạ. Cô cũng phải về để răng đe nó. Về phải sạch sẽ, nghe không sạch sẽ tao không cho ở trong nhà đâu. Hỏi này có về lần nào cũng rửa mâm chén, dọn dẹp nhà cửa sàn ở tùm lum hết trơn. Tôi thì cái gì dơ dáy tôi bất cứ tôi chịu không nổi. Về thì phải tôi dọn dẹp, ăn là cái chồng chén bẩn một đống. Hổng quay lên thấy cô rửa chén hay gì đó. Dạ. Là tôi không đồng ý. Ăn thì phải rửa chứ có đâu mà để như vậy. Thì do thằng chồng, nói chung ra là vợ ngoan là do chồng. Chồng phải hướng dẫn, phải dạy dỗ nó. Ăn rồi kêu sách đi rửa liền. Tội nghiệp quá anh chị. Là cô coi đó, ba của thằng Long cũng hiền. Không có cái gì mãi đâu, cái gì vậy không phải là gì là tôi cũng khổ lắm cô, mà về thấy con không có gì cũng phải đi mua đi làm cho nó để cho nó xài.
từ miếng cước cửa chén cái gì cũng vậy. Tôi nghe thằng Đông nói đó, tôi nghe nó cô dẫn cho nó đi lấy thuốc luôn, tôi cũng mừng, tôi cũng mừng. Dạ, dẫn uống thuốc mà uống có hết thuốc đâu, hết ngày rồi mà thuốc không hết kìa. Cô nói thiệt cô, tôi điện về tôi chặn hoài, cô hỏi thằng Long dạ. Phải uống thuốc vô. Dạ. Bây giờ bệnh. Bây giờ cái bệnh viện ba xe ở dưới là hay dữ lắm luôn. Dạ. Mà để làm nhà cửa rồi xong rồi á, kêu thằng Long nó chở qua Long Xuyên để đi xuống bệnh viện kia. À, bệnh viện mẹ bình tĩnh đó tao mới cho ở chứ còn mấy là tao bắt con Long đi cứ giờ khác tao nói thiệt thấy không cưới không mày cưới không mày anh cưới gì anh cưới không anh cưới anh với mày không có một đi ra coi với mẹ đàng hoàng ừ mà lì quá thì tao đi không có cưới thì phải năn nỉ mẹ mẹ ơi tội nghiệp con đi năn nỉ con Long gì năn nỉ mẹ kìa phải nghĩ mẹ đi tội nghiệp con mẹ ơi mời mốt bị đòn mời mốt quá ăn cơm rồi bị đòn không chịu thì thôi không chịu thì phải ở sạch sẽ một chút ở dơ quá thì đi cưới vợ khác cưới con nào mà nó sạch sẽ một chút mời mốt ăn rồi không có biết rửa chén về cũng làm quá cái nó làm gì mà con lại vậy đó hả đó kìa lại kìa chắp tay lại kìa ăn cơm rồi phải rửa chén lại mẹ lại mẹ không mà không dám lại gần đó chứ không phải gì không dám lại gần lại mẹ hả lại mà không dám nói hả lại mẹ rồi thôi thì bây giờ ông vậy cắt nhà đồ đàng hoàng đi rồi rồi cái vụ gạo thóc gì đó rồi Út Hà lên chuyến sau Út Hà mua để đổ vô cho gạo với bờ đường bột ngọt rồi đó Út Hà lên cho ăn không hết thì đưa qua mẹ ăn tiếp để mưa gió ướt hết rồi mơ mốt cho khác bên này mà có nhiều cái nó biểu nuôi em gạo cho mẹ rồi đem cái gì bên này mà nó thấy mà có nhiều thì nó cũng biểu mình nuôi luôn mà thì cũng nói chứ cũng suy nghĩ cũng tội nghiệp nó khùng hay mà nó biết cái này kia có cái là nó cái ở dơ thôi là tôi không có chịu một cái quá ở dơ bây giờ thì nhà sửa đó giấy tờ rồi nó để trong mấy cái bao nó lộn hết rồi nó không biết ở đâu luôn cho nên để làm nhà đồ đàng hoàng rồi nó lấy giấy ra rồi Út Hà dẫn nó đi bệnh viện ba xe khám bệnh chi phí Út Hà chịu. Dạ cô coi bữa đó thì ví dụ còn 2 ngày nữa dỡ nhà phải không? Dạ. Điện về biểu cái gì sắp xếp đàng hoàng cái gì vô bao cái gì ở đâu cho ra cái đó. Dạ. Đừng mà người ta dỡ nhà người lu gu tùm lum. Dạ. Cô coi về tới nhà thì còn đi thôi. Tại nó phờ chứ gặp như người ta mà có được nhà mới vậy ta mừng dữ lắm luôn nè. Đừng mình có nhà khỏi bị mưa dột nè. Rồi thì cái nhà này là bản thân là nhà của mình rồi. Mẹ ở bên kia rồi. Mình dọn dẹp cho sạch sẽ nhà của mình mà đâu phải nhà của người ta nữa. Nói thiệt với cô ở bển người ta nói con cho Út ở chừng nào hết đời Út cũng được. Nhưng mà đó thì tôi không cất cái nhà này cũng được nhưng mà tại vì tôi suy nghĩ tới con tôi đúng rồi cháu nội tôi đó bây giờ nếu mà cất lên đây thì cho hai vợ chồng Út cho nó với thằng con nó đồ ở đó chứ bây giờ nếu mà tôi ví dụ có 100 tỷ già ở bển mà có 100 tỷ già đi rồi tôi nói làm thì tôi nói cất nổi được cái nhà này dạ đúng rồi tôi cũng làm liều tôi cất thí cho nó sang nhưng mà ổng cho thì nãy còn cái số nào thiếu thì mình nắm từ từ đi cũng đi mượn nợ mượn nặng đắp vô đắp vô nói vậy đi cô bây giờ nếu mà tôi buông sụi thì nó nữa nếu mà tôi có 100 tỷ già thì cha con nó cũng không có nhà đó vậy đó tôi kệ đi tôi nói bây giờ Út Hà khuyên cô vậy bây giờ thì con mình nó cũng phải lòng người ta đừng là gì duyên nợ thôi cô nhắm mắt nó liều đi rồi nhắc nhở thằng Long nó dạy vợ nó chút đỉnh gì thôi rồi cái là bây giờ nó vậy rồi thôi kệ đi giống như cái tụi nó sống thử đi nó chừng nào nó hết nợ rồi nó chán thì nó tự động nó chia tay mình bắt ghìa cũng không được đâu đó. Còn miễn là duyên nợ của nó thì con Phụng nó biết thương chồng thì nó sửa đổi tánh tình rồi ở với chồng mãi mãi suốt đời luôn Phụng nó nói rồi mà đó Long nói rồi Long nói ở tới chết luôn sạch sẽ một chút dơ giấy quá là không chịu nó rồi nhà không đi lo nhà cơ nó các nhà đi rồi lo sạch sẽ phải không lau nhà ha lau nhà ăn cơm rửa chén làm sạch sẽ ha hứa làm đấy nha.
Nó Long, Long nó hứa là ở với Phụng tới chết luôn phải không Phụng? Chết không rồi, chết không? À, nó chết luôn. Nó nói lời không, không chết. Không phải là nó không dám lại, không phải là nó khinh dễ cô mà thật sự nó không có dám. Nó không dám. Ừ, nó sợ cô, nó sợ chị đó, nó không dám lại. Ừ. Thôi kệ vậy cũng tốt rồi, chứ không phải là nó không phải nó ghét bỏ gì mình mà nó không lại gần. Hồi sáng nói nè, mẹ về rồi đi lại hỏi mẹ mới về hả mẹ, nói ngàn đời tôi không dám lại gần bả nữa. Thì là coi như là nó sợ chứ không phải là nó ghét. Thấy vậy? Nhướng à, nhướng à. Sống nổi không, nói chuyện mẹ chồng nhướng nhướng vậy đó. Vậy còn đỡ có. Giống như bạn bè vậy đó hả? Mấy chú kia lại quay đó. Dạ. Bữa đó về dở nè, lại quay đó cái nó ngồi sao luôn. Nó giá nè. Giỡn vậy đó hả? Mấy thằng đó nó cười thôi là cười luôn. Nó thấy chưa, làm như vậy là trên cộng đồng người ta xem, người ta nói thái độ mình là bất kính với mẹ chồng đó nha con. Nha. Mình không giỡn vậy được. Đi đâu? Dưới gì chút rồi mà mẹ trở. Ừ thôi cho có gian gì à. Công chuyện mà mâm. Lấy tiền. Lấy tiền cho mẹ mượn hen. Mượn kẹo đâu? Ừ. Mượn thêm nữa đang đắp vô nhà này cho nhà ở. Có cái nhà này ai ở? Mẹ chồng ở. Đưa mẹ. Mẹ chồng ở bên kia rồi. Mẹ bển đâu mẹ bán. Buông ra cái biểu thằng con Lâm á, kêu mẹ đi. Ờ. Vậy đó hả? Ừ, kêu nó con. À, cô dạy nó đi, cô dạy nó kêu mẹ đừng cho móc túi nhỏ này. Kêu mẹ chỉ hồi nào giờ không có con, kêu mẹ không chừng chỉ thương chỉ cho tiền rồi. Chút đi rồi tại đi ấy mà bắt đâu 4 cây nữa 5 cây. Dạ đồ hoài nó khổ, đang cắt nhà cho nó biết nhiêu tiền mà nó không có tính, bởi vì nó khờ mà nó nội cái đồ bó cái nền này cũng bộn tiền chứ ít đâu mà nó đâu có biết tính đâu. À. Ừ. Chưa lót nữa, gần 20 triệu đó mà mượn 1 triệu nhắc hoài đó, đâu có nghĩ gì tới đó đâu. Đáng lý mình làm dâu mình có tiền mình phải hùng vô 5-10 triệu nữa mà cho mượn 1 triệu đồ hoài luôn đó. Có mẹ rồi, không có mẹ này rồi. Nó có mẹ này. Không phải, có mẹ này là mẹ, còn mẹ này mẹ chồng. Phải lo. Bả lo thì chừng nào bệnh thì bả lo, còn cái nhà thì để mẹ này lo cho chồng. Vậy là không lo phải không? Vậy là cắt rồi là không có cho ở trong nhà nha. Cắt rồi bả không cho ở luôn. Ở không rồi anh. Anh nói sao mày lùm ra ở rồi đâu quá là cũng để cho chạy này cho nó ở nó chú chạy luôn tôi không biết chạy luôn ta để cái chạy, nhưng mà đặc biệt là cho mình nên Phụng ngủ mà Long mình ngủ trên nhà. Long ngủ nhà Phụng ngủ ở đây nó mới ghê chứ. Không ta ai tôi che lên đó mà nhà của ai trời. Có đâu. Có đâu. Nghiệp của không có đâu. Rồi thôi mai mốt nhớ nha, đừng có bắt kính với mẹ chồng nè. Nói chuyện với anh Long mà phải đừng có kêu bằng mày tao nữa nha. Nha. Rồi. Nè. Nè. Rồi coi nữa, sắp xếp vô nhà coi giấy tờ em Phụng ở đâu rồi, có gì Út Hà chở đi bệnh viện ba xe, người ta trị bệnh này hay lắm nè. Giờ đồ qua đó chị. Ừ. Anh này thì kêu mẹ, con kêu chị nè. Nó kêu bằng chị không à. Ở trên cộng đồng người ta nói vậy nè, thôi kêu bằng mẹ luôn đi. Mà này nó nói thôi kêu bằng chị thôi. Mẹ không? Mẹ không có kêu mẹ nè. Ừ. Hổng mình sao? Nghe nó nói vậy, mình vậy nó rồi đó. Nó thí dụ, nó kêu bằng mẹ thì con kêu bằng mẹ đi. Phụng nó cũng nói nè, kêu bằng mẹ luôn đi anh. Bữa hổng Phụng nó nói nha, kêu bằng mẹ luôn đi anh. Thôi kệ, nói chung ra kêu bản gì cũng được, miễn là nó kính trọng mình được rồi. Đi thì chở ba luôn cho. Rồi bây giờ chở ba được không? Có diện Phụng lãnh, có diện Phụng lãnh. Chở về tới đâu nặng? Về An Long á. Còn mấy con đưa nó đi đi, chứ để con đưa đi rồi con về. Rồi con để tháng ba đâu? Lãnh tiền xong. Không. Để dưới cho nó ở dưới, nó có tiền nó đi xe biết nó đeo, gì à? Nó đeo. Còn con đi về đây người ta mặc cái gì, ba có biểu sai biểu hãy lo mặc ở trong nhà chứ không phải mà đi. Ờ đúng rồi đâu. Nhà cửa đó bây giờ con ấy con đưa cho nó đi về dưới đi, để cho mà đây gì đây rồi đi chở tháng ba đi xe được con mang không đó. Không mang, hỏi cái rồi biết đâu mà được.
Bây giờ con đưa cho nó đi dưới, con đỡ về bỏ nó dưới đi. Không. Không sao đâu, bây giờ vậy nè, tại vì Phụng nó đeo lông xuống dưới là nó không cho về, cái công việc ở đây không bằng nữa. Rồi bây giờ á là Phụng đi 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 chung đi, không sao đâu, nó có công an bảo lãnh. Nghe ba giảng nè. Ngồi sau lưng. Lãnh tiền xong rồi. Đi xe buýt. Đi xe buýt về đây. Kính cầy. Lấy thẻ. Xe buýt về đây. Rồi vậy đi ha. Rồi thôi tạm biệt chị ha. Rồi vậy nha Long. Dạ chị ấy. Dạ. Dạy nó dữ lắm luôn á. À giận hơn, mà giận hơn có con nghĩ ra luôn. Ừ. Thì hết giận rồi, nhưng mà phải nghe lời. Đi rồi, tới giận xong nó. Rồi đi xe buýt về. Cái vụ gậy nó đó đang nói chuyện, cái nói chuyện với Long kêu mày tao. Nó từ đấy tới đừng kêu tôi mẹ nữa, nghỉ luôn, tuyệt đối không có chơi nhau, mẹ con gì từ bố rồi từ chó luôn. Rồi tối nghỉ nói chuyện với nó luôn. Không nói tối tới giờ luôn. Bởi vậy nói mẹ giận rồi nọ, nói rồi hết giận rồi mới chịu đó. Mình giả bộ căng vậy đó, Long cũng vậy nữa. Cái bộ căng đó nó sợ ha. Mình thương, mình để trong lòng. Dạ. Đó là đêm hôm tôi giận nó, tôi nói từ đẹp tới đừng kêu mẹ nữa nha. Dứt nha, mẹ con dứt kể từ đây. Giờ nó nói mẹ giận đó. Dạ, thôi em cũng về đi. Về Long ơi. Dạ. Thôi thì Út Hà kết thúc cái dần cái buổi live hôm nay. Thì xin hẹn lại những cái clip kế tiếp này đây. Thì quý cô chú xem like và nhớ nhắn kênh và đăng ký giúp Út Hà nha, để Út Hà có động lực để tiếp tục làm những cái live mới tiếp theo để cho quý khán giả xem ha. Dạ thôi xin tạm biệt một lần nữa, Út Hà không quên chúc sức khỏe quý khán giả nha. Dạ.